một cô này cô nhắn tin cô hỏi gia đình của cô thì à, giống như đang à, buôn bán điện lạnh đồ này kia đâu tổ yến đồ nhưng chồng của cô thì à, anh có nghề nấu ăn cũng nấu rất ngon nấu đang mặn anh muốn à, đi ra miền ngoài để mở cái quán ăn mặn câu hỏi như đức bây giờ nếu như một gia đình của con gì mà chồng thì đi ra miền ngoài mở quán ăn còn con thì ở xứ khác nữa còn nếu bây giờ mà cô ở trong nam thì một gia đình của cô tách ra làm ba điểm Giờ con đang bế tắc quá con không biết à Tính làm sao Vì con mỗi ngày nghe thầy giảng con biết Sát sanh hại vật thì nó không có Kết quả gì đặc biệt Nhưng bây giờ con không biết giải quyết làm sao thầy Thì thấy con nhắn tin con hỏi gì thì Nhân Đức chia sẻ rằng chính bản thân nguyễn đức ngày xưa cũng nấu đang mặn có được kết quả gì đâu rồi nguyễn đức thấy rất nhiều cái nơi mà nhà hàng quán ăn hải sản tươi sống cuối cùng khi quả báo đến nó tan nhà mất mạng không có tồn tại vậy. nếu như mình là người nghe được phật pháp rồi Mình vẫn duy trì mình làm ăn bình thường trong đây Chồng nếu đã quyết định đi ra ngoài miền ngoài để mở quán đồ ăn mặn Thì để chồng đi Mình trong đây Một là mình có được thời gian nghe Pháp mình tu ổn định Mình gây dựng cái cơ ngơ ở đây ổn định Bây giờ mình nói với chồng cái việc sát sanh hại vật là không có Kết quả lâu dài Chồng nghe Để chồng làm khi chồng có sự thất bại thì lúc đó vẫn còn cái chỗ quay về đó là cái nơi trong miền nam này mình buôn bán làm ăn mình mỗi ngày tu tập nghe pháp liền cái tâm mình an lạc tự tại nên trong nhà phật có câu nói mình chưa độ được mình làm sao độ người Mình là người học Phật Mình phải gây dựng được cái tâm nguyện mình cho nó chắc chắn Thì người ta nương tựa Nương dựa vào mình mới được Còn nhắn biết cái điều đó Người ta sát sanh hại vật Mà mình là người học Phật mà mình còn lao theo Vì thì cuối cùng nếu như nó chìm Nó chìm hết trơn luôn Không có chỗ đậu Không có chỗ nương dựa thay cái nghề sát sanh hại vật Khi mà phước báo nó hết rồi là Nó tuột dốc Một phát một tiêu tan hết hoặc là bệnh đau hoặc là sự việc này sự việc kia không phải đấy. tiêu tan sự nghiệp hết nghề sát sanh là gì mà có mấy người mà làm nghề sát sanh mà giàu lâu dài đó quý vị cuối cùng vẫn là bệnh đau ẻo ọt khó nuôi nên à, làm nghề bán điện lạnh đồ nảy nọ được mỗi ngày nghe pháp niệm phật tu hành còn bán tổ yến đồ này nọ cái đó nên hạn chế việc bán tổ yến ví dụ như bây giờ mình làm một cái tổ cho gia đình mình ở nhưng mà người ta dựa vào cái chỗ mình ở đây người ta trục lợi người ta chia rẽ người thân mình thì người gia đình mình cũng bị chia rẽ ví dụ như con yến nó nó làm cái tổ của nó rồi nó nhả nước miếng nó ra rồi khi mà nó nhả nước miếng cạn kiệt đến mức mà muốn nhả huyết ra luôn máu mình lấy cái đó để mà mình kinh doanh nên chưa bao giờ mà ai mà cho những đức cái việc mà yến mà những đứa ăn không bao giờ chưa bao giờ ăn với mặt ông là những đứa không bao giờ dùng tại vì sao vì con ong nó như xíu rồi nó đi hút từng cái tinh hoa một chút 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 để nó kết thành mặt cái dụng ý của nó là nó hình thành ra con cháu của nó nhưng mà mình chiếm đoạt là lợi để lấy cấp trong nhà Phật này nó rõ ràng ra là người ta đã tạo ra được một cái miếng mặt ong gì mình lợi mình dùng mọi cách mình đuổi nó đi để mình lấy giống như là gia đình của mình mà tích lũy được số của ta lợi ta dùng sức mạnh ta đuổi mình đi nó lấy của mình mình khi học Phật rồi mình thấy làm có nhiều nghề nó sanh cái nghiệp ẩn nhẹm nằm bên trong sâu sắc giống như có một cái gia đình này làm nghề lúa đi lúa đi gạo rồi nhà máy xe lúa rồi việc sau này gia đình này tan nát hết luôn người đã học Phật mới gặp như Đức nói rằng rõ ràng khi mua lúa thì có khi lúa đem về nó không có đủ cái độ khô mà lấy lúa khô với lúa mà hơi ỉ ỉ trộn lại khi xây ra thì gạo khô quá thì nó nhẹ bắt đầu là lấy gạo mà còn hơi ỉ ỉ ướt trộn lại gạo khô cái qua trung gian tới người khác cái người khác tiếp tục nếu mà mà không gian lặng thì mình không có lợi Nó thành một hệ thống gian lặng Nghĩa là ẩn nhạm bên trong thì có cái lỡ Sau này học Phật mới biết rằng cái điều đó là tội lỗi Thêm gạo lúa đổ tháo quá trời Và nhà máy xe lúa bụi bặm bay làm cho làng sớm ta kêu riêu Gia đình nhà máy xây lúa giàu sang Tan tành hết Nghèo nàng tan tành hết cái nghề mà tạo ra cái nghiệp cuối cùng có kết quả đâu còn ở ngoài phú yên có một cái 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 gia đình này làm nghề sát sanh cuối cùng chết từng người từng người hết rồi còn một đứa con là nó bị bệnh tự nhiên đi không được rồi nói chuyện không được mà còn nghe nhờ người ta tặng một chiếc máy nghe pháp của chùa mình chiếc máy này xong nghe nghe xong rồi niệm phật niệm phật bây giờ khai khẩu nói chuyện được đi được rồi. lần nào lễ ví chùa mình cũng có từ phú yên vô đây còn rất nhiều gia đình những đức gặp mà làm nghề đi đánh bắt ở ngoài biển gặp những đức nói rằng rõ ràng thầy ơi, nghề sát sanh không tồn tại ban đầu dư giả có tiền bạc ăn chơi nhậu nhạt sau này làm ăn không được con đứa con té xuống biển chìm ngấm chết queo bây giờ nợ nặng cầu mong bán mấy chiếc thuyền để trả nợ mà không ai mua. À, thấy cái cái nghề sát sanh có tồn tại không? nên từ nơi đó mình biết tu mình duy trì được để mai mốt mình giết họ. mỗi ngày mình á, ăn chay niệm phật nghe pháp buôn bán làm ăn gì chăng thật nhiệt tình đúng đắn thấy tưởng đâu nó lợi ích nhưng mà không ngờ từ cái tâm chân thành nó sanh phước báo phước báo nó có tiền nó đậu được còn nếu mà tạo nghiệp mà có tiền thì có tiền nó bệnh xài hết hoặc có tiền đi ăn chơi hết nghĩa là cái đồng tiền mà tạo nghiệp đó là nó 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 khiến mình phải làm điều tầm bậy để hết em sợ không nên mỗi người phải nhận thức chỗ này phải nhận thức khi nhận thức rồi mình sẽ hiểu à nên cô này cô hỏi gì cũng như bao nhiêu người hỏi gì mình có cơ hội mình gây dựng mình được cho chuẩn thì mình mới vớt người không biết tu mình lao theo họ luôn mình là người biết tu họ không theo mình mà giờ mình đi lao cho người không biết tu thì cái gia đình mình nó chìm sạch luôn giống như cùng một thiền mà thiền này toàn là thiền thiền tạo nghiệp thì nó chìm nó chìm hết người trong nhà nó hạnh phúc nhất thờ mà nó hại đời đời kiếp kiếp Còn hơn mình gầy dựng Nhìn trước mắt giống như là gia đình mình chia ba sẽ bảy Nhưng mà bản thân chúng ta gầy dựng được một điểm chuẩn chắc Sau này họ có gì họ quay về Đó mới là người nhìn xa trông rộng Nhớ Làm nghề sát sanh hại vật không tồn tại Giống như mình đi vô chùa mình tu Mình ở trong chùa mình tu Thí dụ như bây giờ đem cái người trong chùa này mình đắp vô nhà mình nói không Không Nhà mình không thể nào vớt được cái thiền nhà mình quá nhỏ Chở được hai ba người Bây giờ mình đưa 100 người lên cũng ngồi không được nữa Nhưng cái thiền của mình Ở, ở chùa mình nó quá lớn Nó chứa vài ngàn người cũng được Nên nhà mình hai ba người mà Đem vô trong chùa mình để thì chuyện này bình thường Nên chúng ta được vào trong chùa mình ở Mà ngay cái ngôi chùa có tâm lượng gì nuôi con người gì thì mình gây dựng cái tâm cho cực kỳ mạnh đây mới là nhìn xa trong rộng khi gia đình người thân mình ngoài đời sớm muộn gì cũng có sự cố xảy ra thì cuối cùng họ vào đây mình giết họ được vừa giết mình được rồi mình được an lạc tự tại mà mình còn tương lai giớt họ còn bây giờ họ chưa có tu thì kệ họ đừng có ngó ngàng đụng chạm tới cứ im vậy mình lo mình tu trong cái lúc không có phiền phức gì cứ lo tu đi tu được rồi lúc đó mình gây dựng mình chắc rồi Lúc đó thì họ vô mình mới giết họ được Đó mới nhìn xa trông rộng Nên đại chúng trong chùa Từ các thầy, các chú, các cô, các cụ Mỗi người được ở một ngôi chùa gì Đúng ra phải chân quý, chân thật chân quý Để mình Sau này mình giết được người thân mình Còn Phật tử mình đi đến ngôi chùa gì Mình dẫn cha mẹ người thân mình đi đến Tại những buổi giảng Đức vui quá Hoặc giới thiệu cho họ nghe trực tiếp Ở nhà rồi, lâu lâu dẫn lại đây Nhất là những ngày Chủ nhật mình bây giờ hưng khở Quý vị cố gắng sắp xếp thứ bảy thì qua chùa mới cộng tu Chiều thứ bảy thì được ở đây lớp đạo làm con Chủ nhật thì được cộng tu đấy Quý vị thấy một chuyến đi vì cực kỳ xứng đáng luôn Phật tử ở ngoài đời nhớ nè Quý vị lao theo cuộc sống làm ăn mà có khi quý vị không thành Tại vì cái mặt tâm linh của quý vị nó, 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 nó tối tâm quá Cuối cùng nó thấy người ta tạo nghiệp mà vào mình đi tạo nghiệp theo Cuối cùng nó chìm nó chìm cả đám á luôn Không được cái gì Cuộc đời của người ta tích lũy gì cái nghiệp Nhìn của cải trước mắt Nhưng nó chìm một phát không còn một chút luôn Giống như Cái quốc gia gì Liban gì đó Libin, Liban gì đó thì quý vị biết rằng là Phải nó cộng nghiệp không Nước tràn vào bể hai cái đập Cái lượng nước của hơn sống thẳng Tràn thẳng vào thành phố Cộng nghiệp nguyên cái thành phố Cuốn một phát mấy chục ngàn người Kéo ra biển hết Của cải mắc sạch Đó. Tích lũy của cải mà tạo nghiệp thì là như vậy đấy nên như Đức khuyên những người mà nhất là ở thành thị đâu này kia Gia đình phải có ngôi tam bảo rồi mỗi ngày niệm Phật Lễ Phật đồ nghe Pháp đồ Dù làm ăn cỡ nào cũng là hướng thiện Khi mà nghiệp quả nó ập đến lớn Thì lớn quá nhỏ, nhỏ biến mất luôn Riêng gia đình mình có tu là gì đó? Thí dụ như cái gia đình mình á Không tu hành gì sát sanh hại vật Thì cái gia đình mình nó cũng phát ra cái màu mà màu gì biết không màu xám mà màu xám là nó chiêu cảm gì biết không màu xám nó chiêu cảm ma quỷ ác quỷ dạ so đến nhà mình màu xám xịt nó chiêu cảm ác quỷ dạ so đến nhà mình còn cái gia đình mà ăn chay niệm phật á, nghe pháp sống thiện thì cái gia đình quý vị nó cũng phát ra cái ánh sáng mà cái ánh sáng đó là ánh sáng quang minh nên ma quỷ dạ xoa tự chạy mắt hết Đi xa ra Không dám đến gần Còn cái nơi sát sanh hại vật là cái nơi đó Phát ra cái màu xám Chiêu cảm những loài quỷ mị Tập trung về gọi là Quán quỷ hội tụ ở nơi đó Khi bị còn phước thì giống như thịnh lắm vậy đó. Chứ khi, khi bị vừa tụt phước một cái là nó ấp một phát Gia đình bị tan nát của mắt người chết, đỏ tam độ ác đạo. Nên mỗi một gia đình thờ Phật Bồ Tát, mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, nghe pháp là cái gia đạo vị đang bồi dưỡng về cái mặt tâm linh của gia đạo, vì gia đạo vì, 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 vì bình yên. Quả báo đến nặng nó thành nhẹ, nhớ. vị đi vô một ngôi chùa mà ngôi chùa này không tu hành gì, bị vô bị thấy không cảm giác nó nó nó, nó buồn lắm u ám lắm nặng nề lắm còn cái nơi chùa truyền cỡ nào cũng có tụng kinh niệm phật có người có tâm tu nơi đó vị thấy hoàn cảnh sạch sẽ đàng hoàng cái vì nhìn vị biết ít gì cũng có người tu còn cái nơi mà có người tu giải thoát vì bước vô cái từ chùa nó đặc biệt lắm rất là đặc biệt luôn cảm giác bị bước vô cái tự nhiên bị hết buồn liền có nhiều người ta đi đến chùa mình ta nói người ta vô chùa mình cái là người ta nhẹ nhàng nên những đức nói cái ngày thứ bảy công tu chùa mới Chiều thứ bảy về lại hộ pháp Chủ nhật cộng tu Vì biết rằng Vì đi đến đây ngày thứ bảy chủ nhật Nó tích Tụ chứ vị cái từ trường năng lượng cỡ nào chứ Nên nhiều người ta về chùa mình Tự nhiên cái ta vui vẻ Gia đạo người ta càng ngày càng tốt Làm ăn tốt đẹp người Ta có góc độ sáng suốt trí tuệ Nên vì coi chùa mình giờ chủ nhật Người ta đến cực kỳ đông luôn Những người bệnh đau ung thư đều có cơ hội mình đi Dẫn ta đi đến để cho người ta nghe pháp đồ này kia ta cỡ mở tâm tư Mà cả người ta còn sống cởi mở tâm tư Mà cả quan gia trái chủ cũng được cỡ mở tâm tư Mà khi quan gia trái chủ mà cỡ mở tâm tư Mà nó không có mang tâm báo thù Thì tức khắc quý vị bình yên Nhẹ nhàng Nên nhiều người ta đi đến chùa mình xong ta Tu xong ngày chủ nhật ta gì ta nói sao người nó nhẹ nhàng thoải mái quá Là tại vì tâm tư mình nó vui vẻ Khi mình vui thì cái thằng buồn chảy mắt tiêu còn khi mình buồn thì thằng vui đi Có người mình mỗi ngày mà vui thì thằng buồn nó chạy Nó thấy cái lực lượng vui nhiều quá thì buồn nó bỏ đi Còn nó thấy cái lực lượng mà buồn nhiều quá thì vui đi Vậy thôi Nên mỗi ngày bị bị mà không biết cười Không có nụ cười là cuộc đời bị vô nghĩa Mỗi ngày bị sống mà không có nụ cười là bị sống vô nghĩa Có nhiều người cứ than thăng trách phận Tại sao tôi làm ăn không lên Tại sao gia đạo tôi có điều kiện giàu sang mà buồn vì thiếu mặt tâm linh quý làm ăn không lên là do gì trong mạng không có phước mà không chịu ăn chay niệm phật để tu phước duyên có phước duyên thì nó mới thịnh lên chứ chính bản thân những đức mười mấy năm trên thành phố suy nghĩ cỡ nào cũng không lên nổi làm ăn không thạnh nhưng mà những đức đi tu nghĩ rằng là tiêu rồi đi tu là xong chỉ cần có ba buổi cơm thôi nhưng mà không ngờ bây giờ những đức nuôi hai ngàn người nên có nhiều người buôn bán làm ăn gặp như đức hỏi như đức nói chân thật nhiệt tình đúng đắn như bản thân mình có chịu để cho người ta gạt mình không? Không, vì đừng gạt người ta Bản thân mình có muốn mua một món đồ thiếu chất lượng không? Không, vì đừng bán đồ thiếu chất lượng cho người ta Bản thân mình đi mua đồ mình có chịu người ta căng thiếu cho mình không? Không, vì đừng căng thiếu cho người ta Bản thân mọi người chúng ta muốn người ta lường gạt mình không? Không, đừng lường gạt người ta Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người đó là tu phước tu duyên đó Thì thấy Phật Pháp dễ hiểu không? Cực kỳ dễ hiểu luôn Mình muốn sống ta giết mình mình chịu không? Không, vì mà đừng nên giết người ta, con vật nó muốn sống mà, có con vật nào nó lớn lên mà nó nó nó, nó lê lết lại nó nó đi là nó kêu mình giết nó không? không, toàn là do mình dùng sức mạnh để mình giết nó, nên có một cái quán thịt chó, Chuyên giết chó mà ngoài miền ngoài mà có một cái sớm thịt chó, bán thịt chó, Vì biết rằng, mà cái câu chuyện đó mà làm cho ảnh hưởng là rung những cái người mà tiệm thịt chó luôn cái ông này bằng chó mà, chuyên nghiệp ghê lắm con làng giết xong chó trụng vô nước sôi không biết nó vô cái cái hà cái cái chảo nước sôi rồi không biết sao mà nó nó nhảy lên nó chụp cuốn họng nó kéo vô cái chảo luôn cuối cùng gớt vô cái chảo ông với nó nằm cho nó chết khi gia đình tìm, tìm 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 không thấy ông thì mở cái cái chảo ra thấy ông nằm trong đó cùng với chó chết giống kinh thiên động địa ghê chứ nghề sát sanh ghê chứ nên từ nơi đó mà mình cần nghe Pháp mình biết đâu là cái việc mình tạo nghiệp trước Để mình tránh Mỗi ngày ăn chay niệm Phật sống vui vẻ nó phát cái từ trường rất là tốt Từ trường rất là tốt Nên mình á, được ở trong một ngôi tam bảo gì nè Là mình đang được gây dựng một cái căn nhà thiệt là lớn Một cái thiền thiệt là to Để tương lai gia đạo của mình Họ có trở ngại gì Họ bước vào đây mình giết họ được cái người mà đã đi vô chùa tu rồi mà đụng chuyện chút là chạy về nhà, con người này thiếu gốc độ. họ được nghe gì mà họ không có phát triển cái tâm họ là họ thiếu gốc độ. mình á coi coi, mình ngoài đời mình làm con cha mẹ mình chỉ cần có vợ có chồng nên mình đã khó nuôi cha mẹ mình. còn ở đây á, ngôi chùa mình nuôi bao nhiêu con người khắp nơi đó người ta về. tại sao mà mình không gây dựng để tương lai mình còn vớt cha mẹ của mình? nên phật tử mà biết ngôi chùa gì này, bò dưỡng Tương lai cha mẹ già biết đâu nhân viên cha mẹ cũng được ở đây Đó là cái tâm báo đại hiếu đó quý vị Cái tâm báo đại hiếu đó. Nên mình đi đến đây mình cơ hội mình rủ cha rủ mẹ mình Được đi về chùa Những ngày như buổi tối lớp đạo làm con bây giờ phong phú Cho cha mẹ mình có cơ hội rồi ngày Chủ Nhật Mỗi điểm chùa quý vị đều đến được Mỗi thầy mỗi điểm chùa đều ở yên ổn Vị trí nào ra vị trí nấy lo nhiệt tình hết mình lo cho hội chúng nó vui vẻ an lạc mình quan tâm chăm sóc người ta thương yêu các cụ già thì mỗi một điểm chùa đều là phát triển cực kỳ tốt luôn điểm nào ở yên điểm này nhiệt tình an cư mới lập nghiệp nhớ cái tâm nó phải an ổn một nơi đừng có chạy lăng xăng lăng xăng tu hành mà nay này mai nọ là cuối cùng cuộc đời tuổi già có chừng không có chỗ dung thăng Nên con người mình sống nó phải có cái tâm huyết Nhìn nhận được thì tự nhiên sống đặc biệt dữ lắm Nên mỗi một người mình nghe gì là mình nhận thức Người ngoài đời cũng gì nó cố gắng mỗi ngày nghe Pháp niệm Phật cởi mở tâm tư đừng buồn giận người để trong tâm Nhớ cái câu nhà Đức nhắc hoài đừng có buồn giận người để trong tâm Đừng có bao giờ nhiệt tình với người mà mình đi than vang Thiếu nợ thì trả đi than vang làm gì Hiểu yeah. không? Hoặc là nói rõ ràng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này Muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này Đời này mình giỏi mình thông minh nhưng mà làm ăn cái gì cũng không được Là do mình không có phước duyên Đời này người ta không giỏi không thông minh mà người ta làm đâu chúng đó là do gì người ta có phước có duyên Mình phải tin vào chỗ này giống như một ly nước Mình đã tạo sẵn có nước thì muốn uống lúc nào có nước uống Nhưng quý vị cái ly không có nước Dù có cái ly mà không có nước Muốn uống cũng không có nước Đây là cái ví dụ cái ly có nước giống như con người đã có phước thì làm chơi cũng có con người đã không có nước là không có phước thì dù vì có cố gắng suy nghĩ cũng không được gì nên phật nói rằng càng bố thí thì càng nhiều càng thí pháp thì càng thông minh trí tuệ ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài gieo nhăn gạt quả chính những đức thấy rõ ràng những đức từ khi đi vô chùa có cơ hội có tâm bố thí cái tâm bố thí càng ngày những đức càng đầy đủ rồi những đức đem cái hay chia sẻ ra những đức càng ngày càng thông minh ăn chay phóng sanh thì sức khỏe dẻo dai tốt đẹp nên mỗi một người mình muốn cái quả tốt thì phải gieo nhân tốt muốn gieo nhân tốt thì nhất định có quả tốt phải nhớ mình nghe gì rồi mỗi một con người mình gặp được phật pháp mình chăn quý lắm quý vị nên chư tổ sư nói phật pháp chúng ta phải, phải chăn quý còn hơn là vàng bạc châu báu quý dữ lắm nên người trẻ trẻ mà được đi tu đây là ý nghĩa cuộc đời thù thắng lắm. mình ở nhà mình có vợ có chồng mình lo cha mẹ còn khó còn mình ở đây mà cha mẹ lúc nào vô mình cũng lo được tại vì cha mẹ chưa đủ duyên vô nên mình không có phan duyên ở trong chùa yên lo tu đừng có động đậy chứ. đừng có điện thoại đừng có hỏi thăm đừng có hỏi gì tới để cho họ nóng mũi họ đi vô Họ vô rồi, họ thấy hoàn cảnh thì mình độ được họ Mình ra ngoài đời thì người không tu nhiều người ta bao vây mình Người ta bước vô chùa thì nhiều người tu bao vây người ta Lực lượng nào mạnh thì kéo lực lượng đó Nên mình đã tu mình phải gây dựng lực lượng mình cho cực kỳ mạnh Nên ở ngoài đời cũng vậy, mình phải gây dựng cái tâm tu mình cho mạnh Khi một hơi thở thở ra không hít vào Ai giúp được ai Nên mỗi là người mình gặp Phật Pháp phải nắm cho chắc Phải lo tu, lo niệm Phật Không có ai mà kêu mình không niệm Phật được không có ai trở ngại mình không tu được Tại vì tu là cá nhân Ai ăn nấy no ai tu nấy trứng Dù là cuộc sống Có thể làm ăn Chia cho nhau cơm ăn áo bận Nhưng khi bệnh đau có ai chia không Gần chết có ai chia không Nên mỗi một người mình phải lo tu Gầy dựng chính mình cho Đặc biệt mới gịch được người ta Còn mình mà không gầy dựng được nữa Mình sao gịch được người ta Nên mỗi người trong chùa Làm việc gì trong ngôi tam bảo mới Nhìn ra được đây là một cái việc làm Rất có ý nghĩa trong cuộc đời làm việc gì cũng là ý nghĩa trong cuộc đời bắt một cái đèn bao nhiêu con người được thấy ánh sáng mà đi. Mình được thông minh trí tuệ. Trong một cái cây mát mẻ người ta được hưởng cái từ trường xanh tươi. Tự nhiên đó cũng là một cái tâm phước duyên. Mình giúp cho người ta có nụ cười thì bản thân mình sẽ bình an. Mình giúp cho con vật đó được sống thêm thì mình sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Người ta nghèo khổ mình chia cho người ta. Ông miếng cuộc sống thì mình giao sáng càng giao sáng. Còn mình có phương pháp gì hay mình chia sẻ cho người ta thì mình thông minh trí tuệ. Nên nếu bị đi về chùa nói lần lễ lọc đặt máy nghe pháp như này tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Tặng cho ông bà cha mẹ. Nên lễ vía quân âm giữ được đặt 30.000 cái máy nghe pháp để tặng quý vị. Dịp lễ viếu quân âm ngày 19, 20, 21 3 ngày ngày âm lịch 19 tháng 9, 20 tháng 9, 21 tháng 9. Ba ngày Đây là cơ hội một pháp hội đặc biệt thù thắng Mỗi một con người nên chăng thật phát tâm đi Để cầu an như người thân cầu siêu cho người thân Và cầu siêu cho Trương Hương Linh Thai Nhi và của quyền thất tổ ông bà mình Đây là cái việc làm chắc chắn Có kết quả Có kết quả Nên mỗi một con người nên chăng thật niệm Phật Gây dựng tính nguyện cực kỳ kiên cố Trong cuộc đời của người mấy chục năm ngắn ngủi những, những việc ác, những việc hại người Sát sanh hại vật Tránh đi Đừng nên làm Khi một hơi thở thở ra không hít vào Chúng ta đỏ tam đồ ác đạo Không biết ngày nào ra Tin sâu nhân quả quý vị Nguyện tam bảo giang hộ chỉ vì tính nguyện kiên cố Niệm Phật cả đời không thối tâm Dù gặp trở ngại gì cũng niệm Phật Đi đứng làm ngồi cứ ai với đà Phật Ai với đà Phật Ai với đà Phật Ai với đà Phật. Bệnh đau cỡ nào cũng niệm Phật Cứ là gánh nặng bấm số niệm Phật Các cụ tu ra bấm số niệm Phật Cứ niệm Phật nhớ Chờ Phật đến tiếp dẫn Đây là việc đặc biệt thù thắng Mà còn sống lúc nào cũng được vui Chúc vị an lạc Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc Ai với Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về